Chương 20. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Marie Madeleine tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy người chạy tìm Simon, Phi-e-rơ và môn đồ khác, là người Đức Chúa Giê-su yêu, mà nói rằng, người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mộ, cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất, nhưng không vào. Simon Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất, và các khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giê-su chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào thì thấy và tin, vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh, rằng Đức Chúa Giê-su phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. Song Marie đứng bên ngoài, gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giê-su đã nằm. Hai thiên sứ hỏi, hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng, vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người say lại thấy Đức Chúa Giê-su tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê-su. Đức Chúa Giê-su hỏi người rằng, hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc, ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng, hỡi Chúa, ví thật, ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết, ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Giê-su phán rằng, hỡi Marie, Marie bèn say lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng, Rabuni, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giê-su phán rằng, chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta, và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta, và Đức Chúa Trời các ngươi. Marie Madeleine đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giuđa. Đức Chúa Giê-su đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng, bình an cho các ngươi. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha. Còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Vả, lúc Đức Chúa Giê-su đến, thì Thô-ma, tức Đi-đêm, là một người trong 12 sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng, chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng, nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Cách 8 ngày, các môn đồ nhóm lại với nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giê-su đến, đứng chính giữa môn đồ, mà phán rằng, bình an cho các ngươi. Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng, hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra, và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, xong hãy tin. Thô-ma thưa rằng, lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giê-su phán, vì người đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Đức Chúa Giê-su đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.